Sáng nay, 15 tháng 5, huyện Tứ Kỳ tổ chức lễ đón bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới và huân chương lao động hạng 3. Tới dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phạm Xuân Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Triệu Thế Hùng. Trong hơn 10 năm triển khai xây dựng nông thôn mới, Đảng bộ và nhân dân huyện Tứ Kỳ đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, từng bước xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Diện mạo nông thôn Tứ Kỳ đã có nhiều khởi sắc. Tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2011-2020 của huyện bình quân đạt 10,7% một năm. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt hơn 52 triệu đồng, tăng gần 40 triệu đồng so với năm 2011. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,57%. Tứ Kỳ đang là địa phương đi đầu trong tỉnh trong phát triển nông nghiệp hữu cơ cả về quy mô và diện tích với 6 vùng sản xuất. Huyện có gần 14.000 m2 nhà màng, nhà lưới, đứng thứ 3 của tỉnh Hải Dương, 13.000 ha nuôi thủy sản tập trung, 16 trang trại được cấp giấy chứng nhận Việt Gáp, an ninh trật tự được giữ vững. Đến tháng 6 năm 2021, toàn huyện có 22 trên 22 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và Tứ Kỳ hoàn thành 9 trên 9 tiêu chí huyện nông thôn mới. Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng ghi nhận quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn và hành động quyết liệt của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tứ Kỳ trong việc phát huy tối đa mọi nguồn lực thực hiện hiệu quả phong trào xây dựng nông thôn mới. Huyện Tứ Kỳ đã giành được những thành tựu to lớn toàn diện trong cơ cấu nền sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn và cải thiện đời sống nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Đời sống người dân trong huyện đã và được nâng cao cả về vật chất và tinh thần, tỷ lệ hộ nghèo giảm sâu, nhiều gia đình khá giả, giàu có, hạ tầng thiết yếu về giao thông, thủy lợi, điện, văn hóa, y tế, giáo dục, thể thao được quan tâm đầu tư khá đồng bộ hiện đại, môi trường, cảnh quan, diện mạo nông thôn ngày càng khang trang, sáng, xanh, sạch đẹp. Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng đề nghị huyện Tứ Kỳ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận cao của toàn xã hội để doanh nghiệp, người dân tiếp tục chung tay góp sức xây dựng nông thôn mới. Xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công tác quy hoạch ở các xã, phường, thị trấn, làm tốt công tác quy hoạch quản lý, quy hoạch xây dựng. Tiếp tục tập trung huy động nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội nông thôn đồng bộ hiện đại, kết nối với đô thị lớn, đặc biệt tiếp tục phát huy lợi thế so sánh trong sản xuất nông nghiệp của huyện, hỗ trợ đẩy mạnh liên kết trong sản xuất nông nghiệp gắn với nhu cầu của thị trường, hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung chất lượng cao, cần quyết liệt xử lý khắc phục tình trạng ô nhiễm về môi trường, nhất là rác thải, nước thải, bảo đảm sự phát triển bền vững lâu dài, thường xuyên phát động phong trào vệ sinh môi trường tại các xã, đồng thời quy hoạch xây dựng cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh. Huyện cần bám sát định hướng phát triển của tỉnh, tổ chức thực hiện thật tốt các chương trình, đề án, khai thác và phát huy hiệu quả các tiềm năng lợi thế sẵn có để phát triển, chú trọng công tác cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo việc làm cho người nông dân, chăm lo công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, đẩy mạnh hơn nữa phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc, chú trọng công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số trong chỉ đạo điều hành và các hoạt động kinh tế xã hội, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ năng lực và uy tín, tăng cường đoàn kết dân chủ, đổi mới sáng tạo, quyết tâm quyết liệt trong lãnh đạo chỉ đạo, lựa chọn chúng đúng các khâu đột phá để tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, đáp ứng sự mong mỏi kỳ vọng của cán bộ đảng viên và nhân dân trong huyện. Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng trao huân chương lao động hạng 3 và bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tứ Kỳ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Triệu Thế Hùng trao bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2020.